Tình tôi bao lâu nay vẫn giữ lại cho anh, mặc dù ta đã chia tay lâu rồi. Và ngày hôm nay đây vẫn nhau như in ngày xưa, ngày anh đã cất bước theo người ta. Bảy năm qua ta yêu nhau, ta đã cho nhau thật nhiều. Cần bao lâu để em quên được anh? Bạn bè em hay hỏi em sao vẫn chưa yêu người sau, làm sao em có thể nào yêu ai? Tôi băng đường xa để quay về bên người, khi nghe được ai đó báo tin về tôi, anh lên kiều hoa với ai kia mất rồi mà người giữ đâu phải là tôi đâu. Kêu hoa với ai kia mất rồi mà người giữ đâu phải là tôi.